À, chỉ trong có vài ngày trong tuần thì một chiếc TV 65 inch với công nghệ màn hình xịn sò có giá giảm sâu, nó chiếm cái vị trí bán nhiều của 50P737. Hôm nay sẽ review phục vụ lại các bác cái mã hàng rất là ngon trong năm 2023 và 2024 này. 65 inch nhưng giá siêu tốt. Trong 2 tuần vừa rồi, khoảng chục ngày vừa rồi thì 50P737 chiếc TV có độ phân giải 4K, có công nghệ Wainer Camut, có cả hệ điều hành Android và tìm kiếm giọng nói rảnh tay, chiếm số lượng bán top 1 với cái số bán ra nó xấp xỉ khoảng gần 30 chiếc được phục vụ các bác. Tuy nhiên thì chỉ trong có 3 buổi vừa qua, thứ tư, thứ năm và ngày hôm nay thứ sáu thì số lượng tăng đột biến. Hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày ông công táo, và riêng trong ngày hôm nay thì Q646 được mua rất là nhiều. Cái lý do mà 65Q646 được bán ra nhiều bởi vì cái phân khúc TV mà có công nghệ màn QLED hay gọi là màn chiếm lượng tử và có các cái thiết kế sang trọng cũng như cấu hình mạnh mẽ tương tự của các hãng như của Samsung, của LG hay của Sony thì có chiều hướng tăng giá rất là cao. Hiện tại thì 65Q60B, 65Q70C hay các mã hàng 65 inch của Sony hay là 65 Lalo 76 thì đang giữ ở cái mức giá xấp xỉ 14 cho tới 17 triệu. Trong khi đó thì Q646 giảm về còn xấp xỉ 11 triệu thôi. Cái mã hàng này trong năm 2023 là cái mẫu mới nhất thay thế cho con 636 của năm trước. Năm nay thì nó không còn để cái logo loa Onkyo ở góc dưới màn hình nữa. Tuy nhiên thì công nghệ âm thanh vẫn là chuẩn Dolby Atmos, vẫn cho cái chất lượng âm thanh, nó cho cái hiệu ứng sống động và chân thực giống như các bác đang nghe và trải nghiệm trực tiếp tại rạp chiếu phim vậy. Q646 của 2023 có giá bán xấp xỉ 11 triệu cho cái chất lượng hiển thị hình ảnh vô cùng xuất sắc, độ sâu của các cái gam màu tối cũng như là độ tương phản của màu sáng. Các cái gam màu thể hiện như màu đỏ, màu xanh hay màu da trời ấy, thì nó thể hiện rất là sống động và rực rỡ. Công nghệ quan tâm đốt thì nó cho giải màu rộng hơn, giúp các bác có cái trải nghiệm nó hoàn hảo hơn so với cả những chiếc TV mà không có công nghệ đó. Các bác cùng nhìn nhé, em đặt giữa màu đỏ giữa hai cái thằng này. Các bác sẽ thấy là cái mã hàng bên cạnh, mặc dù nó có chữ TCL QLED nhưng đây là tín hiệu, có cái chữ đấy thôi. Còn cái màn hình nó đang chạy thì các bác nhìn cái màu sáng, độ tương phản, đây màu xanh này. Thì trên cái mã hàng bên cạnh đấy, nó đang kém hơn rất là nhiều, màu đỏ đấy, tươi hơn so với cả cái màu xám xịt ở trên cái mã hàng ở bên phải đấy. Còn bên cạnh này là chưa có công nghệ màn QLED. Và 65Q646 thì sở hữu thiết kế gần như là tràn viền ba cạnh. Con này thì nó cho cái khung viền chắc chắn, chất liệu kim loại giúp quá trình mà các bác sử dụng tránh va đập, hạn chế tối đa cái việc nó bị cấn, bị vỡ từ bên cạnh sườn của màn hình. Tuy nhiên thì cái mà em thích nhất ở trên cái mã hàng này đó chính là cái công nghệ nó sử dụng cái hệ điều hành Android và là Google TV. Chip xử lý IEPQ thế hệ thứ 3, con chip này rất là mạnh mẽ. Các bác có thể là trải nghiệm các cái chương trình, rồi sử dụng các ứng dụng, kho ứng dụng trực tuyến phong phú đa dạng. Chip mạnh mẽ thì sẽ giúp cho cái quá trình mà các bác sử dụng ứng dụng nó mượt hơn, khởi động TV nhanh hơn. Và hiện tại thì những cái chương trình, những cái ứng dụng phục vụ nhu cầu xem, nhu cầu giải trí hay là đơn giản là các bác muốn tham gia các cái trò chơi mà trên con Q646 này trang bị ấy, thì con chip này nó sẽ đóng vai trò quan trọng. Q646 nó sở hữu rất là nhiều các yếu tố và đây cũng là cái lý do làm cho riêng ngày hôm nay ngày 23 ông công táo bán ra khoảng vài chục chiếc. Thiết kế chân rất là sang trọng, chân này là chân kim loại nhá, có màu ghi sáng bên dưới này, cụm micro đặt tại vị trí trung tâm, các bác có thể ra lệnh bằng câu lệnh, TV rất là nhạy. Ok Google, mở YouTube. Đấy, các bác thấy không, em không cần nói qua điều khiển mà em chỉ cần ra câu lệnh thôi thì cái việc xử lý tín hiệu từ cái người dùng trên TV nó sẽ thực hiện ngay chỉ trong vài tích tắc. Đây là cái tính năng mà con chip xử lý nó đóng vai trò vô cùng quan trọng để có thể là thực hiện nhận câu lệnh của người dùng
và ngay lập tức TV nó thực hiện cái hành động này. Với khoảng 11 triệu, sấp xỉ 11 triệu thì so với cả cái thời điểm năm trước thì nó rẻ hơn so với cả Q636 rất là nhiều. Năm nay thì độ sáng cao hơn, đạt đến 450 lít so với cả 300 lít ở trên Q636. Cái công nghệ chuẩn Dolby Atmos thì cũng tương tự, nhưng cái công nghệ QLED của năm nay thì em cảm nhận là có độ sáng nó tươi hơn. Các bác có thể tải thêm được rất là nhiều các ứng dụng từ kho ứng dụng mà T-Shell trang bị sẵn ở màn hình chính, cũng có thể tìm kiếm qua cái ô tìm kiếm này. Phải tìm kiếm các ứng dụng để phục vụ nhu cầu xem giải trí, xem phim, cũng có thể cài thêm được ứng dụng từ nhà phát triển thứ ba. Cái chương trình xem phim trực tuyến, xem bóng đá lậu miễn phí thì các bác có thể là thao tác được đối với Q646 rồi. Con này vẫn tiếp tục, bên em vẫn tiếp tục bán trong khoảng thời gian chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là tới 30 Tết. Và năm nay là một trong những năm khá đặc biệt khi mà có cái 30 Tết. Sau năm nay thì sẽ còn khoảng có khoảng 8 năm tiếp theo mình mới có ngày 30. Nên là các bác cân nhắc nhé, để tránh trường hợp là không phục vụ được các bác, thì các bác cân nhắc cái thời gian để có thể đặt mua, và cũng để làm sao đáp ứng được cái vấn đề thời gian của bên em. Đấy, có thể giao hàng tới các bác lắp đặt cũng như hướng dẫn các bác đầy đủ và kỹ càng. Đấy, các bác nhớ nhé, qua Ecomart Đông Anh tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Cảm ơn mọi người.